Xin chào tất cả quý chị. Hôm nay em sẽ làm một cái video để chia sẻ cho tất cả quý anh chị những thông tin này. Nếu mà tất cả quý anh chị lỡ có mua nhầm phải máy ép cam nào mà ép nó không hết nước, thì em sẽ chia sẻ cái nguyên nhân vì sao ép nước cam nó không hết nước anh chị nhé. Hai cái máy ép cam mà anh chị thấy ở trong màn hình đây là đều là loại máy ép cam chất lượng nó không được tốt lắm. Như cái này là chất lượng nếu mà nói ấy, trắng phao ra là máy dở ấy. Còn cái này thì dùng được hơn một chút xíu. Nhưng mà tại vì sao là em lại nói là chất lượng nó cũng không được tốt, là bởi vì cái này thì đây, cái lồng ép này là của cái máy này, còn cái lồng ép của cái đây em đang đặt ở đây là của máy này anh chị nhá. Đó. Nhưng mà cái máy này á, cái lồng ép cái này là của cái máy này. Tức là chị khách kia ở quận 12, Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh mua cái máy ép cam Rooster 5,8kg của em, sau đó nhờ em sửa dùng hai cái máy này, nhưng mà mua phải hàng dởm thì nói chung là nó nhanh hư, thì đến lúc bây giờ thì là máy nó cũng cũ rồi, thì có một số cái thì nó sẽ không sửa được nữa, coi như là cái này thì nói chung là vứt luôn anh chị ạ. Tức là lúc đầu thì chị đấy là mất bị rách cái lưới này và nhờ em thay thế dùng, nhưng mà khi mà em nhận được hàng ấy thì em bỏ cái lưới của em ấy vào thì nó cũng không được anh chị ạ. Tại vì sao? Tại vì anh chị thấy không, đây nó thứ nhất là cái này nó thiết kế nó lồi ra như thế này, khi mà bỏ cái lưới này vào, sau khi anh chị bỏ cái lưới này vào đúng không, đây anh chị là như thế này anh chị ạ, thế là chỉ thôi. Đấy, nó úp như thế này, tức là nó hở một khúc như thế này đúng không anh chị? Tức là nó không xuống hết cỡ, nó hở một khúc như thế này, thì làm sao mà ép nước cam nó hết nước được? Tức là sẽ bị rỗng ở một đoạn như thế này. Đó, do đó là ép nguyên nhân ép không hết nước là vì vậy nhé. Tức là cái này nó lồi ra quá. Khi mà mình ép xuống ấy thì là trúng cái đỉnh này rồi. Đó, thì nó đâu có ép sát xuống được cái như thế này đâu. Đó, mà nó hở ra như thế này một khúc như thế này, thì làm sao mà ép hết nước được? Do đó. Máy ép cam này thì trên thị trường thì có rất là nhiều loại, như là nhiều anh chị bảo là tại sao em lại bán mắc như vậy, tất cả nó đều có lý do của nó hết anh chị ạ. Tiền nào thì chất lượng đấy thôi. Máy thì có rất là nhiều loại, chất lượng như nào thì giá thành nó tương xứng như vậy anh chị ạ. Đó, còn cái loại này thì nó rẻ thôi, loại này thì nó rẻ, nhưng mà rẻ thì nó là cũng là hàng nhái. Nói chung là dùng nó ngay, như bây giờ cái này thì nó hư như cái này này anh chị ạ. Thứ nhất là cái này nó không tháo được rồi, thứ hai là nó bị bể đây luôn, bởi vì cái này Atimon nó bị mỏng, nó bị bể ở đây, không biết anh chị có thấy không, nhưng mà nó là em bể ở đây. Đây em rửa lại cho chị xem, đây tức là nó bị bể ở đây anh chị nhé. Cái đấy là hàng rẻ đó, hàng rẻ nhé. Loại này nói trắng phao là hàng dởm anh chị ạ, hàng nhái, hàng dởm hàng nhái nhé. Tức là ép khi mà anh chị đè mạnh nó sẽ bị bể ở đây một thời gian. Đó, và đây nữa rất là mỏng luôn, cái loại hàng nhái. Nói chung là những cái này thì em cũng từng thấy, từng biết và cũng từng nhập và thử rồi anh chị ạ. Nhưng mà mình thấy chất lượng không đảm bảo nên là mình không phân phối cho những khách hàng của mình. Làm như vậy thì ảnh hưởng đến uy tín của em và khách hàng cũng sẽ không quay lại mua hàng và giới thiệu những khách hàng khác. Thà mình bán mắc luôn anh chị, nhưng mà khách hàng dùng tốt, dùng hiệu quả, người ta còn mua những cái hàng khác đó, và người ta giới thiệu những người thân bạn bè người ta mua hàng cho mình. Đó là lý do vì sao em không bán những cái loại hàng nhái, hàng dởm, cũng như là hàng rẻ tiền này. Thì nếu mà tất cả quý anh chị may mắn xem được cái video này á, thì
cũng đừng nên mua những loại hàng rẻ tiền, hàng nhái như này. Cái này nếu mà nói rẻ thì cũng không phải là rẻ đâu anh chị ạ. Tại vì thứ nhất là mình ép không hết nước, thứ hai nữa là mình dùng một thời gian ngắn mình lại mua cái máy mới á. Như vậy tính ra rất là lãng phí luôn. Thứ nhất là lãng phí về tiền bạc, thứ hai nữa là nó không có, khi mà mình ép ấy, hao nguyên liệu ấy, thì nó sẽ thứ nhất là giảm cái phần lợi nhuận của mình nhé chị. Do đó cái mua cái loại hàng chính hãng, hàng xịn để thứ nhất là ép hết nước này, tiết kiệm nguyên liệu này, thì gia tăng lợi nhuận. Thứ hai nữa là sử dụng cho nó bền thì mình không phải mua những cái máy mới, tiết kiệm chi phí anh chị nhé. Nếu mà tất cả quý anh chị muốn mua máy ép cam inox bằng tay chính hãng, chất lượng tốt thì hãy gọi điện cho em anh chị nhé, 0968 168 689 hoặc là 0979899711 anh chị. Cái máy này thì là em phải lấy cái cây này mới để em thay vào. Tại vì cái cây này là anh chị này, ví dụ bây giờ đúng không, là em bê cái lồng ép của cái máy này để qua bên đây. Tại vì cái này nó không dùng được khi mà lắp cái lưới này vào ấy. Khi mà đè xuống nó không đến hết cỡ, nó hở ra một khúc nên là nó ép không hết nước. Nên là em sẽ lấy cái này, lấy cái của cái lồng của cái thằng này đi qua bên đây. Nhưng mà lại cái cây trục này cũng không sử dụng được đấy. Tức là cái trục zin của cái dòng này, cũ của cái này không dùng được. Tức là tại vì kia là nó sẽ lùi ra một khúc như thế này, nó sẽ hở ra một khúc như thế này, hết rồi nó sẽ cực đi lên như thế này, nó cũng không được bền, tính ra nó lại nhanh hư. Nên là cái cây này em vứt luôn. Cái này nói chung là khách hàng làm sai từ lúc ban đầu, không có ai hướng dẫn nên là người ta không biết cách để người ta làm. Nên là dẫn đến cái tình trạng là làm sai từ lúc ban đầu nên là nó sẽ kia luôn, sai một ly là đi một đường anh chị ạ. Đó, còn cái này thì nó sẽ không lắp được, tức là cái cây trục của cái con này thì là không lắp được, tại vì nó to quá, nó bự quá, đó nó không lắp được, nên là bắt buộc nó phải lấy một cái cây mới như này em bỏ vào đây đó, thấy chưa. Nên là em nói thứ nhất là anh chị lựa chọn được nơi uy tín để chị mua hàng thì anh chị thứ nhất là đỡ phải thứ nhất là tiết kiệm được nhiều chi phí, khỏi phải mất tiền mua máy mới đúng không anh chị, khỏi phải mất tiền mua linh kiện và ép nước cam cho hết nước đó, mình thì mình sẽ lợi biên độ lợi nhuận mình sẽ cao hơn, tại vì không hao nguyên liệu đó. Sau khi mà em thay ấy, thì là nó sẽ lắp được bình thường anh chị ạ, lắp được. Và bây giờ em sẽ làm một cái nữa để cho nó chắc luôn, để cho nó khách hàng dùng. Khi mà mua thì em sẽ có video hướng dẫn cách sử dụng để anh chị biết cách dùng máy cho nó bền. Cái này á, là khách hàng ấy, là nó bị hư gen này, hư gen nên là mới phải không biết là nhờ ai đấy hàn một cái con ốc như thế này vào, hàn xong rồi bò tròn như thế này để gắn vào cái đây. Và cái đây cũng đây anh chị thấy chưa, hàn con ốc đây xong rồi để gắn vào đây. Cái này là làm sai chị ạ. Nếu mà có người hướng dẫn thì đâu có đến nỗi như thế này đâu. Rồi ok, như vậy là xong rồi anh chị ạ. Nếu mà tất cả quý anh chị mà muốn mua máy ép cam inox bằng tay chính hãng, chất lượng tốt, sử dụng bền, ép hết nước thì có thể là liên hệ em anh chị nhé. Em xin kết thúc video ở đây thôi anh chị ạ. Đúng rồi, là quý anh chị chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh ủng hộ em anh chị nhé, để theo dõi những video tiếp theo của em làm. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị nhé.